hết gì tình quá vậy trời. Cũng lợi dụng đó. Những cái loài thú vật như là dơi, như là sóc, như là những cái con rắn, con cung rồi những cái động quỷ đó thì nó hay xuống dưới này, nó là bổ để sinh sống. Bởi vì ở đây cái vùng toàn vùng nhan thạch này quý vị tưởng là núi chứ không phải, là cái từ dưới lòng đất mà nó bắn lên, bây giờ nó trở thành là những cái thỏi sắt mà nó nằm trên đất mấy triệu năm vậy đó. Bao nhiêu hacker ở đây nó có nhiều lắm, tại vì nếu nó tính là hacker đó là tổng cộng cái vùng này nó tới 2,000+ mẫu đất nè, không có xài được cái gì hết, không có xài được gì hết mà không trồng cây được luôn. Như là đất sinh ở sau lưng á, là tưởng chừng sinh nhưng mà sự thật á, đây là những cái chất mà hóa thạch mà từ ở lòng đất nó phun lên đó. Tất cả những cái dưới này nè, ở đây đó là toàn là sắt, sắt mà nó chảy ra nó thành như là đá mà nó chảy ra thành sắt. Rồi cái này xài được không? Không xài được gì hết, nhưng cái này là quá thật thôi. Hả? Không xài cái này được bao hết. Nhiêu triệu năm nè? Cái này là cái vùng này là có 13 triệu năm. Triệu năm. Trời ơi cái đá mà chiếu nè. Đá chiếu nè. Trời ơi đá chiếu nè. Tại vì nó đốt tất cả mọi thứ nó chảy thành nước nó xuống đây. Trời ơi, bây giờ cái này là làm đồ đeo được mà. Được làm đồ đeo được, kỷ niệm rồi được. Vậy đi lên xe kiếm cái thùng, nó có nhiều cái đi lên xe kiếm cái thùng đựng xúc cái này về làm đồ đeo cho chị hái nè. Wow đẹp vậy. Trời ơi bóng bóng lóng lóng kìa, lóng lóng vậy. Wow, tôi bắt gặp nha, cái này là của quốc gia nha, lũng và của quốc gia nha. Cảm giác nó biến rồi. Đúng rồi. Nó lóng lánh nè, đủ màu hết trơn. Cái núi nhưng mà thực sự ra đó đây là cái nham thạch từ ở dưới lòng đất nó phun lên, nó tạo thành cái núi như thế này. Cái đầu này đầu chọc luôn, đầu chọc cái này chắc mình nhổ quá. Thank you.
có thể nhìn thấy. Tức là cái này đó là nó từ trước nó phun hoài cho tới nó vừa dứt là 2100 năm vừa qua đó là nó mới vừa dứt. Tạo một cái lỗ ở đây nó còn tạo hình được cái lỗ từ dưới đất nó phun lên, phun lửa lên thì ở đây nó xảy ra nó chừng khoảng độ 50 năm về trước. Ở đây nó có xảy ra một lần nữa. Từ dưới nó phun lên đây. Từ dưới cái lỗ này. Chừng khoảng 40 năm về trước nó có phun lên lần. Rồi xung quanh này á. Những cái này là về những cái viên thạch mà nó kết tụ từ dưới lòng đất nó phun lên nó thành, người ta để nó thành những cái trụ đá luôn. Cái sự thật ra nó là cái viên thạch từ dưới lòng đất nó phun lên. Một đây là một trong những cái chỗ mà núi lửa phun lên lớn nhất ở vùng này. Cái diện tích của bề ngang cái lỗ nó là chừng khoảng độ 20 thước vuông, dài cũng nhiều chục thước vuông ở đây. Hiện giờ là quý vị thấy đang bây giờ ra là những cái nham thạch nó động lại, nó dính toàn bộ ở đây. Còn ở trên này á, là nham thạch nó nằm ở trên như là cái thạch động vậy đó. Nó rất là đẹp. Lên đi ba. Rất là lạ. Lên nha, chụp lên nè. Chiên chiên. Dạ chụp đi. Dòm đi, dòm nè. Rồi anh ba lên, để anh ba lên, ta lên. Người ta xuống chứ cũng đông lắm, nó còn xuống được. Thôi. Nè. Này nè chị ba, đứng này chụp nó mới thấy. Để nó lên cái này. Em xuống cái, chị đứng xuống chị chụp nó em nè. Rồi anh bước xích nó thế em quay cho anh luôn nè. Bây giờ em đang quay á. Em quay nói luôn. Đang quay nói thôi. Được chưa? Đó. Nơi này hiện giờ thì rất là nhiều người ai muốn xuống mà biết cái sự mà cấu trúc của cái lòng đất mà nảy lên thì chúng ta đi xuống dưới thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta những cái chiếc đèn pin để rồi chúng ta đi lần vô trong cái nơi mà viên thạch nó phun lên thì bây giờ nó là một cái khoảng không trống, không biết là bao sâu tới vào lòng đất đó. Nè anh, nói đi nè, cái này là mình đi xuống tới dưới bậc thang rồi đó. Địa ngục. Địa ngục. Xuống địa ngục. Nè, anh đi cẩn thận anh. Anh đi cẩn thận. Xuống này là địa ngục nè. Nè, đó ở trên có cái lỗ kìa. Anh coi cái nham thạch này. Nè, em đang quay anh với cô Thu luôn á. Nè, đây là tất cả những cái này là nham thạch từ dưới lòng đất phun lên không? Nè, coi nè, nó có một cái lớp mỏng lét nè, anh thấy đá không? Lớp mỏng lét trên đầu anh nè. Ở đây á, là nó dính, còn dính lại một chút xíu thôi. Nè, có cái lỗ đằng kia kìa, thấy chưa? Tới nhà núi lửa. Ngay chỗ cái hang này á. Cái miệng của núi lửa ở dưới phun lên. Cái miệng của núi lửa từ dưới này hồi đó mấy triệu năm phun lên, bây giờ là sâu hun hút dưới này luôn. Bây giờ tất cả những cái nham thạch này như là anh em thấy đấy ha, là ở phía sau lưng là nó bong lỏng, bởi vì ở trong đó nó như là bọt vậy đó, thành thử ra những cái nham thạch nó không có liền. Thì nó sụp xuống thành một cái ống bọng vậy đó. Bây giờ mình có thể vô đó, nhưng mà người ta cấp mình cái đèn pin để vô đó đi lần mò đi trong cái nham thạch đó, đi xuống mà nó không biết là bị sâu, người ta không cho xuống sâu lắm, ta chỉ cho xuống để cho biết cái sự mà cấu tạo của núi lửa ở từ dưới đất phun lên mà thôi. Trời, cái này không biết chừng nào nó mới sụm cái này xuống là tiêu ạ. Cái này nó khó lắm, tại vì cái này bây giờ nó là như là sắt vậy đó. Nó nham thạch, nó cứng hơn đá mà nó cứng hơn sắt luôn. Mặc dù nó có đường nứt như vậy nhưng mà không bao giờ mà ấy được, cho nên người ta biết rằng nó an toàn, cho nên người ta không có làm cái cây để chống chở nó, chọi nó. Nhưng mà khi mặt đất rung chuyển có thể nó cũng sập vậy anh? Thì có thể nếu mà động đất thì có thể. Cái đất mà màu nè. Màu. Nham thạch không? Đó, anh nói đi. Tôi đang nằm ở trên cái đống bùn lầy ở trong
Long Xuyên đó. nhưng mà thực chất ra nó không phải vậy, mà là đây là cái đó là tưởng tượng thôi. Ở đây là nham thạch từ ở dưới lòng đất mà nó trồi lên bởi lửa đẩy lên trên mặt đất, và bây giờ nguyên cái vùng này mấy ngàn mẫu đất như vậy đó là toàn là nham thạch gì không đó, núi lửa phun lên, từ núi lửa phun lên đó. Quá trời không, đi là cái hang núi lửa mới ra. Mời đi. Nè cái hang nè, đó đường nứt nè. Ủa sao lạc người rồi? Vùng này đó là tổng cộng là những cái nhà khoa học người ta biết ước lượng được á, thì cái vùng này nó phun núi lửa là từ cả 13 triệu năm về trước. Nhưng mà mãi tới những năm gần đây đó thì cả mấy với mười mấy triệu năm đó, thì bây giờ nó có những cái loài thảo mộc, mà đây là những cái loài thảo mộc đặc biệt, nó chỉ sống trên những cái xứ nóng mà thôi, trên vùng đất đá nóng thôi. À, qua mà thực thực ra đây không phải là đá, mà đây là sắt, lửa, nước, tất cả mọi thứ từ dưới lòng đất nó phun lên.